đây cũng có ba con anh em mình chia ra. Đấy, đấy, đây là một con nguyên này, đấy con dừa này là một đuôi. Một đuôi. Esiaki pha là cá ôm dừa. Cá ôm dừa. Esi pha là dừa. Dừa. Nhìn ngon này. Đấy. Cái sáng làm sạch sẽ là ướp. Ướp xong rồi là đem lên đây là vừa ngầm luôn. Đấy, nhìn thấy cá ôm dừa đây hòn. Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn, mình Sơn Thạch. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Giáo Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Thì ngày hôm nay là ngày chủ nhật các bạn, thì anh em mình cũng lên đến chỗ trang trại đây thì dứa cũng chín được 1-2 hôm rồi. Thì hôm nay lên đây thì cũng thấy người dân đã dọn dẹp xung quanh sạch sẽ cả rồi. Ở chỗ trang trại là dọn dẹp hết các bạn. Thì bây giờ hôm nay từ hôm qua như là trời đồng không biết là có mưa hay không. Vẫn chứ mưa khó mưa anh ấy. Trời này thì nó cũng âm u rồi, nó cũng hiện tượng mưa nhưng còn phải mưa này phải mất khoảng 1 tuần. Hôm nay ít người. Hả? Hôm nay ít người hả? Hôm nay cuối tuần. À. Là thế này, hôm nay cuối tuần thì anh cũng hôm trước mùa dứa ấy. Thì anh ấy cũng lên mùa dứa đấy, cũng lên cuối tuần đấy cũng rảnh rồi đánh thủ tí. Lên đây mua mấy con cá lên để nấu cho người dân ở đây ăn đấy. Mà bây giờ cuối tuần thôi chứ cũng được một số người đến thôi. Còn ở trên kia ấy, là có hai bác trưởng thôn của bản Băng Gu với bản Tu Bi Ly. Có cái bạc, rồi bạc Căng Đô Cô Vê. Là đừng biết ba bạc cho đi dọc đây cả đi cả cười cả nói chỗ vào đây này, chỗ vào đây nói anh này này ôi là bây giờ xoàn xưởng ấy còn đang sạch sẽ đẹp chỉ có chơi mưa đâu thôi à. anh cũng nói là đúng rồi bởi vì chứ dân mấy ngày liên tục ấy rồi vào đồng coi là tất cả là đều ô ạt ra làm một cái chỗ sạch sẽ để chơi mưa đây thấy mấy bạc mà đứng đấy mà đi lên đến kia kìa à, rồi mua trên đó rồi, hôm nay là các bạn đấy hôm nay là anh Thạch sẽ làm cái món là cá ôm dứa đấy, cá này thì sẽ chiến qua dứa thì đã đấy rồi. Amiga? Sí. Nunca ve para ese? No, nunca vi ese. ¿Ah? Nunca vi ese tipo de ese. Nunca ve. Después es muy grande. Đấy, nói thật thì người dân mà ở đây mà thấy được những con cá to như này thì không có đâu các bạn, không có đâu. Cái đấy là anh em mình anh Thạch có sáng là mua ở đến thành phố thì mình ở ngoài trang trại ở ngoài nông trại kia thì mới vào đây thôi, đi cuối tuần đi tránh thủ đi xem ở chỗ nhà thờ về các kiểu đấy các bạn để đi vòng lượt vòng để cho sáng tuần để mà làm việc đấy các bạn. Đấy, cá này là sẽ ôm ở dưới chúa các bạn, dưới hôm nay này. Sẽ có cá chua vào mà hôm nay là mình nhìn cái dừa nhìn đẹp không? Ngon này. Cô mẹ nó bắt về. Cô về Asia cái cô về đi cô mẹ nó về. Cô ya? Hả? Ta cô ya bên ra đi bù limau. À đi bù limau đấy. Đấy bảo là chua giống sông chanh. Cô ya đấy. Asia đi bốn phải bao giờ cô mi đã cô ya. À cô ra ele cô você ai chua mày các bạn. Ngon. Assim já pronto comer. Já na pronto assim, já não vai se cozinhar mais. Não, assim comer tá bom. Sim. Mas depois também cozinha, ela é outro tipo. Oh. É. Quando cozinha com peixe? Se cozinha com peixe. Fica assim, pode comer já. Se você quer cozinhar, dá-me cozinha. Já. Yeah. É. Come para ver. Quem quer comer isso, come. Quem quer cozinha, cozinha. Sim. Depende. Đấy, hôm nay là cũng là chẳng có thịt lá đâu anh ấy. Hả? Không có thịt lá đâu nhỉ? Lá bởi vì có hành lá thôi, hành lá thì nhà nhà trồng được thôi. Còn nói chung là hôm nay cũng lên làm cái món là dứa. Dứa cải bèo Việt Nam các bạn là sẽ ôm với cá. Cá thì anh em mình sẽ chiên qua. Thôi bây giờ để anh Thạch làm này để mình sẽ là đi lên đến kia là để xem các bác như nào để xem hỏi tình hình xem nào là được cái mua tới đấy thì người giống diệt ra sao rồi là có giống được thì có được hay không đấy để mà nếu mà cần thì sẽ hỗ trợ cho các bạn thêm một ít nữa đấy các bạn thấy các bạn cải hôm nay là lên hoa đấy các bạn đấy, trời bắt đầu là ấm u đây trời hiện tượng là ấm u đây mấy hôm nay là hầu như đã trở trời người dân ấy ở phía ngoài nóng cài của mình ấy là người ổn rất là nhiều trở trời mà cái chỗ này hình như anh Thạch đang gieo tiếp trồng cải ấy, giống như đấy các bạn đấy lên hôm nay lên hoa đây hoa tốt đây mới có mầm một vài hôm ấy. Đấy chỗ này đang giao tiếp. Đấy, trống là mưa xuống thật sớm để mà ấy đấy các bạn, để mà trồng trọt đấy. Mưa xuống thì giống là nước bây giờ đủ tưới ở chỗ phía dưới đấy thôi, chỉ ra cho ba bản trồng trọt chỗ này thôi. Đấy. Ai trồng ngô đấy được mấy cây đấy. Chỗ này chắc nước chảy quá đấy, các bạn trong đấy này các bạn. Đất trong này làm sạch sẽ. Giờ là mưa xuống sẽ cây đồng loạt đấy các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy kia. Cứ đất ở đây là một chỗ là cứ một khoảng ấy đấy các bạn. Cứ cho cứ có mấy hòn đá đấy. Thì rơi cứ không phải được băng phẳng giống như ở ngoài kia đâu. Đấy hôm nay sạch sẽ hiện tại đất rất là cứng các bạn. Cực kỳ cứng luôn. Ở chỗ này thì các một số bản nó có bo. Nên các bạn đường bản sẽ chủ động là cày và sẽ trồng trọt.
vì lần trước anh em mình đã hỗ trợ cây rồi, lần này là các bác chủ động. Số 3 của anh Đúc à, chúng ta cắt nào à, qua lê bô, qua lê bô, số 3, vui tí tèm bù, số 3, qua lê bô, qua lê bô, qua lê bô, ok, muito bem. Hoje tá tudo bem, né, Sopa? Não, tá tudo bem. Ok. É. Esse hoje, domingo, esse hoje, tá fazendo aqui? Hoje é uma fim de semana para nós aqui, o sim. Povo. Sim. E agora, no momento que nos encontramos aqui, estamos ali a vigiar o terreno, bem preparada, limpa. Ah, sim. Sim. E estamos só na vizinha, na caída da chuva, depois quando cair, é meter cimento, milho, feijão e outros produtos. Ok, tudo o cimento já está certo? Já está certo, já está certo. Já tem cimento tudo? Sim, cimento, e mais bora que falta um bocadinho, mas já temos uma pouca para começar. Ê, bác bảo là cũng có giống, em còn thiếu một ít nữa, thì mấy cái mùa đầu đấy của bạn thì cũng chủ yếu là vừa ăn để là con ai từ được tí từ thôi. Chắc là hôm sau anh em mình hỗ trợ đấy, cả bảo một ít nữa. Esse tempo, esse hoje já fica tipo... Sim, sim. Está escuro já, né? Está escuro, está bem nublado. Sim. Dá umas previsões mesmo da chuva. Caiu já um bocadinho. Ok. Embora que não molhou a terra, mas... Está muito duro. Está muito duro ainda. Está muito duro, né? Falta muita água. Esse lado, o banco do canguru, vai também já limpar tudo já? Já está. Até pegou lá tudo, está limpo. No banco já está limpo. Limbo tudo, à, tipo aqui, né? Sim, sim. Aí, thấy như các bạn nó đã từ giác và đã dọn dẹp sạch sẽ các bạn. Então, quando vai essa rua? É, ainda até como estamos aqui com esses nublados, sim. Temos a esperança de que daqui a duas semanas ou uma semana a chuva vai cair. Yeah. Depois dessas duas semanas, quando cair, é trazer aqui o povo, essa rua e alguns materiais para começarmos a semear. É, tudo aqui em frente é, vai essa rua com boi, né? Sim, sim, primeiro vai virar com boi. Eu tenho que virar com boi para ele ficar fundo, para sim. Mudar de areia. Já. Ok. Assim tá cuia ou não? Tá cuia, tá cuia! Próximo ano também tem mais milho para guardar, né? Tem mais milho, tem mais produtos. Fome mais? Fome não. Não? Não, não. Fome já não. Ê, nhìn gương mặt của ba bạn cũng rất là vui với bạn thì nói chung là anh em mình đã hướng dẫn cũng như là người Việt Nam đã nghe nhà hảo tâm đã tặng những món quà cũng như là phần quà ý nghĩa đấy các bạn thì đã tặng cho người dân ba bạn đây cũng gọi là tương đối nhiều rồi. Thì hiện tại bây giờ là để cho mọi người tự giác tinh thần sẽ là từ trồng trọt để xem cái tinh thần của mọi người như thế nào. Bây giờ đất đai có rồi đấy, nước thì nói chung là đủ dùng cho mùa khô để trồng trọt rau củ quả thôi các bạn. Và hiện tại đây chỗ này là dọn dẹp xong tất cả rồi. Và các bạn đã đứng bàn luận với nhau là bây giờ là đưa bò lên cây đấy, đưa bò lên cây thì mỗi bản là esse agora como assim, esse agora cada bairro é fica aqui. Cada bairro tem o seu, a sua parte, que ele para continuar dar atividades. Mas boy, como essa rua é cada bairro traz, né? É, cada bairro vai trazendo uma sarrua, cada bairro uma sarrua. Três sarruas, sim. Em três bairros para começar já depois a sarrua. Vai junto ou como ou separado? Tipo três sarruas? Não, vamos começar de uma vez. Tipo... Esse vai trazer três sarruas, vai sarrua do banco, depois acabou do banco, vai do tuvilho, depois vai do banco, vem? É, isso aqui. Oh, está bom assim? Está assim, bom, é, tem que fazer um conjunto, está bom. Aí, bác trưởng bản, lá bảo là như thế này, các bạn. Là sẽ mỗi bản, là sẽ hai con bò với là một cây cây, là sẽ ba sẽ tập trung vào cây một chỗ, đấy, một bản cho xong, nó qua chuyển qua bản khác. Đấy, như thế hỗ trợ lần nhau như vậy là cũng được đấy, các bạn. Vì nói chung là bò là cũng hiếm, người dân đấy cũng một số nhà có thôi, giống như núi hồ đấy, các bạn. Lại đi như vậy thôi. Esse já tá queimado tudo, né? Já tá queimado, já tá queimado. Ok. À, trên này là dọn dẹp sạch sẽ cả đấy các bạn. Tudo esse já, né? Tudo esse mesmo até lá. Agora, tá bom, fica outro dia. Fica outro dia, ano vai fazer mais bem. Sim, não é? É verdade. Sim, tem mais milho, tem mais milho, alguma coisa aí. Acabou a coisa, sempre tem. Só para o banco, né? Sim. Agora vamos trabalhar mesmo com força. Sim, sim. Aqui a régua pro ano vai passar mesmo aí. Já. Vai ligar isso tudo aí. Tem que virar tudo já para ficar. Esse hoje o nosso filho, ele vai cozinhar alguma coisa aí. Ok, muito obrigado. Para tudo, oh, para ficar pronto. Ok. Sim, sim. Sim, agora senhora. Vamos lá para ver, já? Ok, vamos lá. Bác xuống cái này đây. Từ anh nấu ăn xong là sẽ là cung cấp bác sẽ thưởng thức một cái món cá hôm dưa. Ở trong bản này thực tế là chủ yếu là những cái vùng sâu xa. Mà chúng để mà có cá khô ăn là cũng là gọi là sáng trọng lắm đó đấy các bạn. Đấy, chứ không bao giờ có cá tươi mình. Con cá to đâu, đấy, cái cá này là anh em chủ yếu mua đến thành phố. Thì hôm sau mình cũng nói các bạn sẽ trồng xiên kẻ nha các bạn, vừa ngô vừa đầu luôn, đấy trồng xiên kẻ. Điệp bôi sốp à?
Quando vai fazer que milho, né? Sim. Meter milho, depois feijão, milho, feijão, milho, feijão. Sim, é mexer assim, aquela mistura. Mistura. Mistura assim, é verdade. Sim. Thì căn hôm nay ít hôm nào mưa là sẽ khoảng tầm 1 tháng 2 tháng nữa các bạn sẽ sáng tươi. Thì tất nhiên là ở đây ở dưới cái chỗ mình á, là sẽ ngô khoai chắc chắn là sẽ chậm hơn so với trên chỗ anh Đông về Quang Linh các bạn, vì là trên này mưa sớm hơn. Hiện tại ở đây này là mưa được gần 20 ngày rồi mà dưới này anh em mình đã chưa có một cái giọt mưa nào. Trời bắt đầu cũng đang chỉ là ấm hú như này luôn, người ốm rất là nhiều luôn. Đấy, cho bà Vinh về. Ok. Olê, ô gì aqui? Vai sim aqui. Peixe. Vai sim aqui. Peixe grosso. Peixe. Ah, ei. Peixe grosso. Nossa, até nunca vi um desse peixe. Ok. Ah? Aqui só temos visto aquele peixinho pequeno, carapau. Agora esse grande aqui ainda não. Ai, carapau lá, cai lá. Carapau, que mais já nhìn thấy. Esse é que Covid do Vietnam, tá? Aquele dia tá fazendo. Aquele Covid lá. Ok. Esse aqui. Aquele desse aqui. Agora ele fica no sofá, já. Agora depois vai cozinhar com o beijinho. É tipo de comer já. Só vai comer só. Oh, yeah. Okay. Bem saboroso. Sim, senhor. Cuyão. Cuyão. Esse é um couve lá. Esse mesmo aqui? Sim. É que se transforma. Depois assim. Vai fazer esse com sal. O quê? Com um pouco de açúcar e limunda. Vai ficar tipo de limão. Quando vai cozinhar com o beijinho, não vai dizer isso. Não vale a pena. É o caroloso. Tem que ir lá. Aí vou chậm được mặt phải cỡ mùng rất là ngon đó. Até vamos acabar. Cô mai thôi, cô mai thôi. Vamos acabar. Vamos acabar. Cuidamos. Ô, sao bà? Uau, tá tudo bem. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Depois eu cũng phải cho bay xỉ. Depois mệt cho cô chị nhà chung. Ok. Dạ. Nào. Đấy, chắc chắn là lần đầu tiên người dân mới biết được là một cái loại rau cải đấy, nhưng sẽ làm được rất là nhiều cái món khác nhỏ đấy các bạn. Vì là bên này thường thường là người ta chỉ làm một món duy nhất thôi. Nói chung là cái dưa muối này là cực kỳ đơn giản nhất, đấy, đơn giản mà hợp nhất với người dân là chỉ có dùng muối. Nếu mà có thêm đường thì nó sẽ nhanh hơn, không có thì sẽ là ấy các bạn. Nói chung là như vậy là cũng ok rồi. Esse não é duro, esse só sale com água ferve. Tipo, já passou na panela cozida, mas enquanto mesmo... Começou ainda para ver. Você transformou para si? Seu banco, velho, né? Cuiar, né? Cuiar, seu cuiar. Já tá bom. Tá vendo, né? Já tá bom. Aí, vai đây, anh Sơn Thạch đang đánh kiến cả các bạn. Đấy. Quá thứ đây các bạn nhìn đói bụng ấy. Quá trời mà lành lành như này, thời tiết này chiều lòng người ấy. Trời ấm u, kiểu lành lành ấy. Một peixe. Hả? Một peixe. Đu sốp ba, tu đu sốp ba, giá vé chi bay chi? Não, nunca demais. Ah, nunca? Não tem como para conseguir isso. Ah, já não vem, né? É só mesmo aquele pequeno carapau. É só, né? É só. Só aquele secado, né? Sim, secado, já. Sim. Agora fresco como esse aqui com vinho. Aí, quente quá, né? Tí, óm dứa, bem ngon, né, bạn? Thời này mà đủ cả óm dứa, thời tiết mưa này, nó kiểu đông đồng thôi đấy các bạn. Rất là hợp lý luôn. Cara, bom peixe. Bom peixe, senhor. Ah, cá para agora. Você vai vir aí, cara, agora. Difícil. Cá para agora, não. Liga. Nunca aqui em Angola. Nunca provar. Nunca provar? Ah, aqui nos matos, não tem como. Cá para agora, aí, trong... Nhiều, vùng sâu, vùng xa, né, các bạn. Nên là hiếm lắm, chủ yếu là có cá khô bằng ngón tay ăn như vậy là ok rồi. Đấy, rán cá, chiến cá trong đấy, anh em sẽ... xào dứa, ấy phi hành rau lên, để xào dứa qua để cho ngậm nước bạn cũng cà chua, xong sẽ đun lên và sẽ lúc nào nước sôi đấy, lúc nào dứa sôi thì sẽ là bỏ cá vào ôm một tí sẽ ăn với cơm, ăn cơm một nồi rồi. Hôm nay cũng có một số người để làm nhưng cũng không có nhiều. Đấy, Asia Ron. Ui. À. Agora, eu pego aqui. Cebola. Cebola. Cebola, cebola, cebola. Sim, mas é cebola. Mas cái chảo này có đủ không anh Thạch? Chảo này có đủ không? Khả năng có đủ nữa hay? Đấy, bây giờ là đang phi hành rau đấy, thơm ngả màu các bạn ta vậy đấy. Tên nghe mẹ tê xì bò là công ô liu và đặc biệt tôi đây là thích ăn kem ăn bùm bò bùm bò bùm bò bùm bò bùm bò. Ok. Esse vai fazer tipo de molho, sopa. Ok. Então esses ingredientes que está se preparar assim, sim. Conforme estamos a observar, vai sair de uma melhor muito espetacular, então muito maravilhoso. É assim que eu vou comer com um arroto, nem dá lava bem, é muito bom. Tem vitamina no corpo? Sim. Tá ligado? É nutrientes.
sim, é verdade. Sim, tipo uma chuva. Tipo chuva. Depois tá a cuia, depois meter aquele de amarelo. Ah. Mistura com esse. Isso. Quando ferver, depois meter água. Ah, ok. Ah, depois meter baixi. Baixi é o último. Aham. Porque baixi já tá frita. Ok, peixe frita. Sim. Ok, certo. Aí eu bota a chua, tal, lên cho ngả mau, xong rồi bota dứa vào đảo, xong rồi cho ngấm, bỏ bột canh quy trình vào. Đấy, lúc đó rồi để cho ngấm, xong rồi đun bột một ít nước vào, đun sôi lên, xong rồi lúc đó mới bỏ cá, lúc nào sôi mới bỏ cá các bạn. Là thiếu mất tila, đấy, thiếu mất tila thì mà không có thì cũng được thôi chứ. Giờ mà kiếm tila thì không có đâu các bạn, ở đây khó lắm. Bởi vì cái tila thì cũng không dùng đâu, ở ngoài bên Bắc á, bên Nam, bên Trung. Được chứ anh, được bỏ không? Ok. Ô lạ, ô lạ, ê. Ai, dạ, dạ, dạ. Coisas bonitas. Mas que manifesta já, mostra já uma tá vendo, grande. Né? Esse depois, esse entra. Uh-huh. Lá. Oh, mistura, okay, mistura, mistura. Ok. Sim. Coisa sabrosa, senhora. Dưa này bắt đầu dưa mới chua các bạn, dưa bắt đầu mới chua. Giống đều không? Dưa ăn là vừa đẹp luôn, dưa ăn là vừa khéo luôn. Đấy, trời mà lạnh lạnh như này ăn cảo dưa thì cũng đẳng cấp luôn. Nóng hết của bên đây, nóng hết đi. Bên nơi cơm này tá servindo também como uma formação para nós. Liga? Vamos aprender também isso. Sim, porque nunca vimos. Nunca vimos. Nunca vimos essa preparação. Sim. Preparação. É do bên ăn, do ăn Việt Nam nên nấu là phải có nhiều cái đấy bạn, có nhiều cái gia vị đấy thì nó mới ngon đậm đà được, chứ bên này chủ yếu là muối không thôi. Đấy. Là cái đồ ăn của Việt Nam nó phong phú. Đấy, phong phú và đa dạng hơn. Qual forma está a sair? Você está a ver ali? Sim, senhora. Sim, senhora. É. Já pronto. Vem. Nunca vem? É. Nunca vem, sim. Tí ôm lên cái nước chua chua các bạn, cái nước nó chua chua đấy. Vậy ăn tồn với cơm vào rất là ngon luôn. Đấy, vừa cá, vừa dưa chua. Hôm nay dưa đúng anh? Ta lấy thêm dưa nữa. Dưa? Có chừng thôi. Đúng rồi. Tí nữa đây à, biểu chung bạc à đúng. Đấy, bữa cho một người một đồng về nhà ăn, nghe bạn về nhà ăn với cơm. Ok. Được đấy, cái này không ăn về cho ấy đâu nhiều lắm, để tí sôi lên nó không bảy. Cho nhiều vào. Để em lấy một cánh ra. Chà đủ. Ta về đấy. À, bộ là tí đây xì, mẹ tên ra. Ok, bộ là mẹ tên đây. Đây. Ôi dạ, tí. Ta về đấy. Ok, tắm dạ về. Tí bôi mò liều, muito cuia. Muito cuia. Que coisa sabrosa. Ai, tá vendo? Quando esse meter esse beijo entra, tá vendo, hein? Tá já vendo, hein? Beijo. Liga? Não, quando esse meter um pouco de água entra ainda. Para ferver, quando esse ferver, põe esse beijo entra. Deixa ferver um bocado, tira com ela. Ah, ok. Cheira bem. Ok, dá cheira. Mas a comida vietnamita está parecendo muito coisa. Uma comida muito preciosa. Sim. E até mesmo. Esse aqui também tem, né? Ajinomoto também tem, nem aquele do bagote, do pequeno. Nada, nunca vimos, é verdade. Ou vou contar uma aí, mano. Falando a verdade, esses não, produtos não, aqui não existem. Não vai, não. Olha só. Cuia! Cuia! Tchau, beba! Tchau, beba! Ok, bạn, hiện tại là anh em mình đã hoàn thành cái bọn cá ôm dưa đây các bạn. Cá này, cá này cũng có 3 con anh em mình chia ra. Đấy, đấy, đấy là một con nguyên này. Đấy, con dưa này là một đuôi. Một đuôi. Desiaki Falak. Cá ôm dưa. Esse fala dưa. Dưa. Dưa, quando cozinha ele já fica mudar, não é couve mais, não é couve. Fala dưa. Dưa. Já. Agora eu vou te dividir, já? Ok, obrigado. 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 Dưa. Vamos nos saborear desse. Cá ôm dưa. Cá ôm dưa. Cá ôm dưa. Sim, sopa. Ok. Sim, senhora. Vai. Tá cuia? Tá cuia. Já. Cuia ou não cuia? Cuia ou não cuia? Cuia. Já beba ou não já beba? Já beba. Verdade.
Đây lần đầu tiên em được thưởng thức cái món này. Puse na llorería. Liga? Puse na llorería. Quando você come, até a llorería porque você já come. Acaba, acaba. Tara. Ya. Ah, hey, é colo mesmo. Já tá aqui já. É. Tá outro já. É uma mesa de casamento. De tipo de casamento. Tipo de casamento, é verdade. É certo. Ok. Vamos ver. A preparação. Já tirado aí? Cheguem. Aí vai. Anh em mình đợi được rồi. Thế nên okay. Sẽ rất là đậm luôn, đun cái này vào là cực kỳ đậm luôn các bạn. Đấy, cũng để cho mọi người thưởng thức cái đấy. Thế thôi, vì ở trong bản là người ăn chưa lúc nào mà có những con cá to như này để ăn đó các bạn. Dạ, thế là cho Esi, cũng sao cho Esi. Esi, bữa đủ bấy xì đủ ăn con lắm. À, cái đủ mà tôi nung cả con Esi bấy xì. À, nung cả. Nung cả. Nung cả. Graças a vós, quiser nos ajudar a si mesmo a provar essas coisas, conforme estamos a ver. Agora fala, mời các bạn ăn! Mời các bạn ăn! Mời các bạn! Mời các bạn ăn! Dạ, có mấy sao rồi nhá? Obrigado! Rất là nhiều mà, con thừa rất là nhiều này. Tí nó không thừa đâu. Đấy là chẳng quá đâu, mình mới chia phần như thế để cho đủ đấy, sao không đủ. Đấy. Gakuya. Gakuya? Gakuya, gakuya. 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 Ừ. 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 Chua chua ăn nhanh ngon. Trời ơi. Tập lòng hết về. Đó mà cũng biết đâu. Sao rồi rồi. Nhỏ, cái xe thuê này. Đây vừa rồi. Nhỏ tập lòng. Liga? Chama e convida. Quer dizer que chama e convida. Dưa nó gặp, nó ngon lắm. Mình ăn dưa nó cả bao nhiêu nhiêu lên. Thì là mặn lắm. Dưa này sao đấy, nó ngậm cũng mờ thay. Ăn cái tiền ngon lắm, ăn được tớ. Cái ăn như thế này đó. Ăn cơm dưa này đợi bao nhiêu. Mình tên. Ai đấy? Lần đầu tiên người dân này mới tưởng tượng được là cái món cá ông dưa đấy các bạn. Vì trong bản thì không có cá dưới đâu. Trong bản thì còn cá khô các bạn. Um prato chamado coxia. Coxia. Cá ông dưa. Cá ông dưa. Cá. Cá. Cá ai bây gì? Cá ai bây gì? Cá ai bây gì? Cá ai bây gì? Dưa, é cô vị dưa. À, dưa cô. Cá é peixe. Cá ôm dưa. Cá ôm dưa. Cá ôm dưa. Cá ôm dưa. Ôm dưa. Ôm dưa. Cá ôm dưa. Cá ôm dưa. Cá ôm dưa. Một người một đĩa đây các bạn. Ăn no luôn. Cuida, Jeová. Ah, cuida, cuida, cuida. É espetacular, é maravilhoso. É maravilhoso. Ah. Uma comida ah. Muito que traz, é, digamos, aquela cria, emoção espiritual, psicológica, psíquica. Sopa. Ok. Bobo. Sim. Hoje é como assim? Comida cuyau não? Não, cuyau muito bem. Cuyau muito? Cuyau muito. Yeah. Cuyau muito.
Olha, é uma tardinha muito cheia de alegria e felicidade por vermos esse almoço que foi preparado carinhosamente e saudável, que serviu para fazer sentir a emoção de cada um de nós. Uma coisa que nós nunca vimos, que na língua dos outros tem um nome assim. E para nós é um prato que serviu tipo de casamento. De casamento! É se falar caomzua! Caomzua! Cuia, né? Cuia! Caomzua! Cuia! Depois vamos cozinhar mais outra coisa para que? Para o povo vai provar mais, já? Como claro, muito obrigado. Já? Ok. Seja bem-vindo a essa também recepção que venha. E que venha também nos agradar e sempre continuar saboreando desses bens. Então, esse agora temos já quase chuva caiu, então povo vamos cultivar, sempre trabalho. Do antes eu aprendi como agora... Se fazer isso para mim, velho. Ah, tipo, eu não vou ficar aqui para ver, vou ficar trabalhando bem ou não, já? Já bem, ok. Depois tem muita coisa, planta aqui. Depois tirar a cozinha para bom cozinha, comer, prova, não é? Sim, é verdade. Ok. Daí, yeah. Ok, eu ando, ngày hôm nay là, anh em mình lên đây là, hôm kia là buổi dưa cho người dân là buổi rồi. Thì bây giờ là hôm nay lên là nấu cái món cá ốm dưa cho người dân lần đầu tiên thưởng thức. Đấy là cái món cá tươi bố đến thành phố đấy các bạn. Thì hôm nay là chủ nhật cho nên là cũng ít người. Vì bây giờ đang các bạn đang ban luôn để cay đấy các bạn, đang đưa bò để cay để cho chuẩn bị cho cái mùa vụ mới. Thì hôm nay là mọi người cũng đã thưởng thức những cái món ăn đậm chất của Việt Nam, cá ốm dưa. Đấy, để sau này là người dân còn thể ở chỗ nông trại, ở chỗ trang trại sẽ có rất là nhiều cái rau củ quả khác là để người dân sẽ biết đến và sẽ kiểu giống như muối dưa các bạn là cũng rất là dễ. Đấy, esse aqui faz é fruta, esse tá não é duro, đấy. Ok. Tem que fazer para depois provar, não é tudo sempre cozinha tipo angolano, não é? Ok, sim. Ok, bạn, thì video của mình hôm nay cũng xin phép kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáo Văn Lâm Cuộc Sống ở Châu Phi. Để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những người dân nghèo khổ bản làng miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Quê.